Theo Yahoo Lifestyle ngày 15 tháng 5, các trường trung học ở Mỹ tiếp tục gây nhiều tranh cãi về quy định trang phục khi mùa hè đến. Giám thị vất vả hơn trong việc giữ cho học sinh mặc quần áo theo cách phù hợp mà vẫn mát mẻ. Mới đây, một nữ sinh ở New York là Samantha Solido mặc chiếc áo ba lỗ và quần jean ngắn đi học. Dù trang phục không vi phạm quy định nhưng khi đến cổng trường, giám thị chặn cô lại và hỏi cô có mang theo áo khoác hay không. Khi Samantha nói không có, giám thị đưa cho cô một chiếc áo phông và nói muốn cô che lại phần cánh tay. Theo chia sẻ của nữ sinh trên Twitter, trường lưu ý học sinh tránh mặc áo cột dây qua cổ để lộ phần lưng, áo quay hoặc áo ba lỗ để lộ phần ngực và những chiếc áo ba lỗ bó chặt vào người. Samantha chỉ ra quy định này không nhắc đến loại áo ba lỗ phổ biến mà cô mặc sáng hôm đó. Nhiều người dùng Twitter ủng hộ Samantha, nói rằng lời giải thích của giám thị khiến quy định dường như chỉ nhắm vào phái nữ. Ngoài ra, nữ sinh cảm thấy trường chỉ lựa chọn ngẫu nhiên một số người để giám sát về trang phục. Cô cho biết đã phản ánh với hiệu trưởng nhưng chưa nhận được phản hồi.